chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình lại làm cái video này để chia sẻ với tất cả các bạn về cái sản phẩm chăm sóc da mà mình thấy rất là hiệu quả và ưng ý. Không biết công việc của mọi người như thế nào. Công việc của mình thì khá là bận rộn, và do tính chất công việc thì nên thành ra mình thường xuyên phải tiếp xúc ở ngoài đường. Có khi nhiều chị em mới đùa là có khi mình làm việc ngoài đường còn nhiều hơn ở công ty nữa cơ. Thế nên mình luôn luôn tìm hiểu và chọn lựa những cái sản phẩm để có thể bảo vệ và chăm sóc làn da một cách tốt nhất. Và hôm nay cùng muốn chia sẻ với tất cả các chị em, đó chính là cái bộ đôi sản phẩm mà giúp cho mình có được một cái làn da vẫn là khỏe đẹp. Đó chính là bộ sản phẩm hỗ trợ trị nám và trẻ hóa làn da Hoshi của Nhật Bản. Bộ sản phẩm trị nám Hoshi này đó chính là một sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa viên sủi Hoshi và kem dưỡng da Hoshi. Trước tiên thì mình sẽ nói một chút về cái viên sủi Hoshi nhá. Cái viên sủi uống Hoshi này thì nó sẽ có tác dụng là giúp chị em chúng mình bổ sung collagen này, vitamin C này, và việc uống ấy thì nó cũng giúp cho mình cải thiện cái nội tiết tố rất là nhiều nữa đấy. Nó sẽ hỗ trợ hạn chế cái quá trình lão hóa, giúp giảm nám này, sạm da này và sáng đẹp da từ sâu bên trong. Đấy là cái công dụng của viên sủi Hoshi. Thế còn kem dưỡng Hoshi, đây là kem dưỡng Hoshi ạ. Kem dưỡng Hoshi thì cái sản phẩm này thì có rất là nhiều thành phần từ thiên nhiên như là dâu tằm này, dầu hạt nho, cam thảo. Và những cái thành phần đấy thì sẽ hỗ trợ mình chống oxy hóa và làm chậm cái quá trình lão hóa tự nhiên, giúp ngăn ngừa lão hóa từ sâu bên trong. Ngoài ra thì còn có tác dụng giúp làm da căng, bóng, săn chắc và đều màu. Thật sự là rất là tuyệt vời. Đó chính là cái sự kết hợp giữa bộ đôi viên uống Hoshi và kem dưỡng da Hoshi này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách uống và cách sử dụng kem dưỡng da Hoshi nhá. Thực ra rất là đơn giản thôi ạ. Đối với viên sủi Hoshi ấy, thì một ngày thì mình sẽ sử dụng từ 1 đến 2 lần, và mỗi lần là một viên thôi. Và mình sẽ chuẩn bị một cốc nước là từ 100 cho đến 150ml nước. Và sau đó thì mình sẽ cho viên sủi vào và mình uống thôi. Thế còn cái thời gian uống ấy, thì theo mình ấy, là mình nên chọn lựa cái thời gian, một thời gian nhất định thôi, thì nó sẽ có cái tác dụng tốt hơn. Chẳng hạn như là sau khi ăn sáng chẳng hạn, thì sau khi ăn sáng ấy, thì mình dùng một viên thì nó sẽ cứ đúng cái thời gian đấy thì là nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Cái thành phần của viên uống hay là kem dưỡng da, tất cả đều là thành phần thiên nhiên mọi người nhé. Và cái bộ sản phẩm này thì đã được Bộ Y tế công nhận, thế nên thành ra mình cực kỳ yên tâm khi là sử dụng luôn nhé. Cái mùi thì rất là thơm, nó như là mùi viên xê sủi. Mọi người có thể ăn sáng xong và mình dùng một cái cốc như thế này, thì kết hợp với việc là uống và bôi thì sẽ có một cái tác dụng nhất định mà bộ đôi sản phẩm Hoshi này mang lại đấy. Đối với kem dưỡng Hoshi thì mình cũng giới thiệu luôn nhá. Kem dưỡng Hoshi thì sử dụng thì cũng rất là đơn giản thôi, thì như là mình sử dụng các loại kem dưỡng da khác ạ. Trước tiên là mình cũng sẽ phải làm các bước chăm sóc da. Ví dụ như là đầu tiên là mình sẽ đối với ban ngày thì mình sẽ dùng dưỡng rửa mặt này, sau đó dùng toner này, và sau đó mình sẽ bôi kem dưỡng da Hoshi. Một ngày thì mình làm 2 lần, và một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Các điểm mà mình cần bôi thì nhất là, bây giờ thì mình sẽ bôi thử luôn cho mọi người xem nhá. Các điểm mà mình cần bôi và để massage thì nhất là trán này, mũi này, cằm này, hai bên má. Rất là đơn giản đúng không ạ? Và sau đấy thì mình sẽ massage thôi. Cái mùi rất là thơm và rất là thích luôn. Mình sẽ massage quanh mắt rồi trán, và mọi người nên dành một chút thời gian để massage như này đó, để cho kem sẽ cái thẩm thấu hết vào da, và nó sẽ giúp cho mình có một cái làn da đẹp hơn và giảm nám, và lúc nào cũng căng bóng và đều màu. Rất là thích luôn, cái mùi rất là thơm. Rất là dễ đúng không ạ? Một ngày thì chỉ cần là mình kết hợp uống một ly sủi Hoshi kết hợp với kem dưỡng da, ngày bôi từ 1 đến 2 lần, thì đảm bảo là mình sẽ có được một cái làn da ưng ý đấy ạ. Nên thành ra bây giờ cái việc mà mình đi ra ngoài đường nhiều, cái công việc mình phải ở ngoài đường nhiều hơn, thì mình cũng không còn lo lắng nữa. Bởi vì là mình sử dụng cái bộ đôi sản phẩm viên uống Hoshi và kem dưỡng da Hoshi này hàng ngày mà. Sau 4 tuần ấy thì thực sự là mình đã có một cái kết quả như ý rồi. Thế còn bây giờ, hiện tại bây giờ ấy, thì mình vẫn đang duy trì sử dụng đều đặn hàng ngày. Cái mùi thì rất là thơm, nó như là mùi cam thôi. Rất là thơm ngon.
cảm giác như là mình uống nước cam ấy. Có nghĩa là mỗi buổi sáng khi mà mình dậy thì ăn sáng xong thì mình sẽ sử dụng một viên uống oxy, thì nó và kết hợp với kem massage oxy thì mình tin là sau một cái thời gian thôi thì mọi người sẽ có được một cái làn da ưng ý. Nó sẽ giúp hỗ trợ giảm nám, sạm da và giúp da căng bóng, sáng khỏe hơn rất là nhiều. Mình rất là hay chia sẻ những cái sản phẩm tốt đến do dành để có thể cho chị em mình, giúp chị em mình có được một cái làn da đẹp hơn, khỏe hơn. Và mình dùng và mình thấy rất là hiệu quả. Thế còn mọi người hãy chọn lựa những cái sản phẩm tốt để có thể giúp cho mình có được một cái làn da đẹp hơn, khỏe hơn. Và mình hoàn toàn tự tin khi mà công việc mình phải ở ngoài đường nhiều. Thế còn cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe cái video chia sẻ ngày hôm nay của mình. Còn bây giờ thì chúc mọi người sẽ có được một cái làn da thật là đẹp, thật là khỏe nhá. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người.